Vâng, xin chào anh em, xin chào các bác nhé. Hôm nay thì trong cái video clip ngắn này, shop em cũng xin phép giới thiệu đến anh em về hai dòng loa giá rẻ và một dòng loa mà hiện tại bên cơ sở shop đang kinh doanh cũng như là đang sản xuất các bác nhé. Thì trước khi vào phần giới thiệu, em cũng xin nhắc lại đến toàn thể anh em và các bác đấy về cái phương thức thanh toán giao dịch của bên cơ sở shop. Bên em sẽ ship code COD toàn quốc, nhận hàng anh em được quyền kiểm tra hàng, test hàng trước khi thanh toán. Sản phẩm không đúng như trong mô tả, không đúng như trong video em giới thiệu cho các bác và anh em, các bác và anh em vui lòng trả lại bên shop các bác nhé. Đấy, và các bác anh em sẽ không phải mất thêm một chi phí đồng tiền cước nào các bác nhé. Đấy, thì trong cái video clip ngắn này em sẽ giới thiệu đến anh em về ba dòng loa, ba cái mẫu loa thiết kế nhỏ gọn phù hợp cho các bác và anh em bẫy khuyên, bẫy di, bẫy sẻ. Thì các bác và anh em chú ý theo dõi cũng như là tham khảo về video này giúp em. Và cuối video này thì bên cơ sở em sẽ báo giá cho các bác và anh em để các bác và anh em dễ dàng anh em tham khảo được. Đấy, với những anh em nào có nhu cầu, các bác và anh em vui lòng liên hệ trực tiếp ngay bên số điện thoại của bên shop các bác nhé. Đấy, và đầu tiên thì về dòng loa thiết kế nhỏ gọn cũng như là giá thành rẻ nhất hiện nay. Đấy, thì bên cơ sở em cũng xin giới thiệu đến anh em dòng loa E76. Đấy, đây là một trong những cái mẫu loa điều khiển từ xa giá rẻ mà được các bác và anh em sử dụng rất là phổ biến với các bác và anh em đi bẫy sẻ, bẫy khuyên, bẫy di. Đấy, và một số các bác và anh em mua về nhằm mục đích giải trí thì các bác và anh em thường hay sử dụng với cái dòng E76 này. Đấy, với cái dòng E76 này thì hiện tại giá thành của nó rất là rẻ anh em nhé, nó chỉ có trên 300.000 thôi. Đấy, còn với cái dòng loa VKS998, một trong những cái dòng loa điều khiển từ xa thiết kế nhỏ gọn có mặt ở trên thị trường Việt Nam rất là lâu rồi các bác nhé. Với cái dòng VKS998 này thì nó có mặt ở trên thị trường Việt Nam khoảng độ tầm 9 đến 10 năm rồi anh em nhé. Và hiện tại thì nó vẫn giữ nguyên cho các bác và anh em thiết kế. Đấy, với cái phiên bản đàn em của nó thì sẽ là phiên bản VS898. Đấy, là một trong những cái con loa quốc dân. Hàng của bên shop thì tất cả đều là hàng mới hết các bác nhé. Đấy, các bác và anh em lưu ý. Đấy, thì với cái dòng 898 này và dòng 998 này thì nó sẽ có chức năng giống y hệt nhau. Đấy, chức năng tương tự như nhau và cái chất lượng thì cũng sẽ ngang ngửa nhau. Và giá thành thì nó cũng sẽ bằng nhau luôn các bác nhé. Đấy, tí nữa thì em sẽ giới thiệu đến các bác và anh em cũng như là báo giá chi tiết về cái dòng VS998 này. Đấy, còn về với cái phiên bản HC686V2, một trong những cái dòng loa độ phục vụ cho anh em bẫy sẻ, bẫy khuyên, bẫy di, thì hiện tại thì bên cơ sở shop đã sản xuất cũng như là bán ra thị trường rất là nhiều rồi. Đấy, số lượng của dòng V2 này thì hiện tại nó đang dần dần nó được đẩy lên cao bởi vì nhu cầu của các bác và anh em, đặc biệt là với những anh em thợ, anh em mua những cái dòng loa này về anh em đi bẫy kinh tế thì cực kỳ là nó phù hợp. Đấy, dòng V2 này thì nó sẽ có những cái ưu điểm vượt trội hơn so với những dòng loa cao cấp và những dòng loa giá rẻ. Thì tí nữa em cũng sẽ giới thiệu đến anh em cũng như là báo giá cho các bác và anh em, đặc biệt là với những anh em đang tham khảo anh em nhé. Các bác và anh em lưu ý là hiện tại giá của bên shop sẽ luôn luôn niêm yết. Đấy, khi có thay đổi thì bên cơ sở sẽ thông báo cho anh em ở những video cũng như là ở trên những cái phần bài viết ở trên trang Facebook hay là fanpage các bác nhé. Các bác và anh em vui lòng đăng ký bật chuông và anh em ấn cái phần theo dõi để những video sau em sẽ cập nhật cho các bác và anh em liên tục. Đấy, khi mà giá thị trường loa tăng hay là giảm xuống thì các bác và anh em dễ dàng nắm bắt cũng như là có thể là anh em tham khảo được các bác nhé. Đấy, đầu tiên thì về dòng E76. Đấy, với cái dòng E76 này thì em cũng không cần phải giới thiệu nhiều đến các bác. Đấy, dòng E76 này thì nó là một trong những cái dòng loa giá rẻ phổ thông rồi. Đấy, chất lượng của nó thì nó sẽ tương đối đấy, và nó phù hợp với túi tiền của các bác. Thiết kế rất là nhỏ gọn với cái dòng E76 này. Đấy, bên ngoài vỏ dàn di này, tính năng FM Bluetooth MP3. Đấy, và với cái dòng VKS998 này thì nó cũng sẽ có những cái tính năng tương tự như vậy các bác nhé. Dòng E76 hiện tại thì bên cơ sở em đang bán với giá là 350.000. Đấy, giá 350.000 này là chưa gồm thẻ nhớ các bác và anh em, lấy kèm thẻ nhớ và thẻ tiếng là bên cơ sở em sẽ gửi cho các bác và anh em với giá 400.000. Còn anh em nào mà bẫy khuyên, bẫy di, bẫy sẻ, anh em cần độ check thêm thì bên cơ sở em cũng sẽ thông báo cho anh em với cái giá nó cụ thể nhất các bác nhé. Đấy, các bác và anh em nào mà có nhu cầu thì liên hệ ngay. Đấy, còn với cái dòng VKS998 này thì hiện tại giá của nó đang là 400.000. 400.000 là chưa gồm thẻ nhớ anh em nhé. 898 cũng vậy, tất cả hàng của bên shop đều là hàng loại 1 luôn và đảm bảo với các bác và anh em là hàng full mới luôn anh em nhé. Nếu các bác và anh em mà kiểm tra mà anh em thấy là hàng đã qua sử dụng thì các bác và anh em vui lòng báo trực tiếp bên shop. Đấy, hàng của bên cơ sở em là hàng full mới, có tem bảo hành cho các bác và anh em. Đấy, và khẳng định luôn các bác và anh em, khi anh em mua loa bên em, trường hợp qua thời gian bảo hành, nếu loa của các bác và anh em trục trặc, bên cơ sở em vẫn có chế độ hỗ trợ sửa chữa cho các bác và anh em. Đấy, khẳng định với các bác và anh em, khi anh em mua loa về shop, anh em hãy yên tâm và hài lòng. Và giá thành của cái dòng loa VKS998 này nó sẽ bằng giá với dòng VKS898, giá đang là 400.000 và kèm theo thẻ thì sẽ là 450.000, em bao ship tận nơi anh em nhé. Nhận hàng anh em được quyền kiểm tra hàng, bảo hành 1 tháng và hỗ trợ sửa chữa cho bác và anh em sau này. Đấy, đấy là cái tính năng cũng như là cái dịch vụ của bên shop. Còn về với cái dòng loa HC686 phiên bản V2 này thì ở đây thì cũng xin phép giới thiệu đến các bác và anh em.
Đấy, đây là một trong những cái dòng loa mà hiện tại bên cơ sở shop đang sản xuất các bạn nhé. Thì với cái dòng loa V2 này, hiện tại thì nó sẽ có những cái tính năng nó vượt trội so với những cái dòng loa tiền nhiệm, đấy, những cái dòng loa quốc dân mà các bác và anh em đã từng qua sử dụng các bạn nhé. Đấy, như là đời 898 này, 998E76 hay là những cái dòng khác. Thì với cái phiên bản V2 này, nó sẽ có tính năng nó rất phù hợp với các bác và anh em là thợ vẽ kinh tế. Và cái ưu điểm đầu tiên thì nó sẽ có cái thiết kế rất là nhỏ gọn cho các bác và anh em. Đấy, so với cái con E76 này thì cái dòng V2 này nó sẽ còn nhỏ hơn các bác nhé. Đấy, nó còn nhỏ hơn so với cái dòng E76 đây. Đấy, các bác và anh em thấy được đúng không ạ? Thiết kế nó sẽ rất là nhỏ, trọng lượng nhẹ hơn so với E76 rất là nhiều. Và với cái phiên bản dòng V2 này thì nó sẽ có trọng lượng nó chỉ rơi vào hơn 200g thôi các bác nhé. Đấy, và nó sẽ tương đương với 4 con điều khiển như thế này. Đấy, mỗi một con điều khiển này nó sẽ khoảng tầm 50g, 60g. Đấy, thì con này nó sẽ dao động khoảng tầm 4 con này. Đấy, và cái ưu điểm đầu tiên, thứ nhất là sóng chuyển bài rất là nhanh. Đấy, và kèm theo đó thì pin của nó sẽ sử dụng là pin dung lượng cao các bác nhé. Bên cơ sở shop thì sản xuất loa cũng như là đóng pin. Đấy, là bao cho các bác và anh em là pin đánh ít nhất là trong cái khoảng thời gian là dao động là một ngày liên tục. Đấy, còn với các bác và anh em mà mua về anh em đánh ở cái thời gian bình thường thì anh em có thể đánh tầm khoảng 3 đến 4 ngày các bác và anh em mới phải sạc anh em nhé. Đấy, thì bây giờ sẽ test cho các bác và anh em đây. Đấy, đầu tiên khi các bác và anh em bật lên này, đèn nó sẽ báo cho các bác và anh em ở ba bóng như này, thì có nghĩa là loa nó sẽ luôn luôn đầy pin. Nếu mà trường hợp loa nó còn hai bóng thì là lúc đấy là pin nó sẽ là vơi đi một nửa rồi các bác nhé. Đấy, còn mà một bóng như này mà nó báo nhấp nháy thì là lúc đấy là pin yếu các bác nhé. Đấy, còn 30 giây là nó sẽ ngắt. Đấy, nó sẽ ngắt led, tự động ngắt led các bác nhé. Bây giờ em sẽ sử dụng này. Thì với cái phiên bản con V2 như thế này, nó sẽ rất là phù hợp cho các bác và anh em bẫy xẻ, bẫy khuyên, bẫy di. Các bác và anh em có thể là sử dụng anh em đánh nó ở cái thời gian thần tốc hơn so với những cái dòng khác rất là nhiều. Đấy, bởi vì là những cái dòng E76 như thế này này thì nó chuyển bài nó sẽ không nhanh được. Đấy, bằng cái dòng V2 các bác nhé. Đấy, dòng 898 hay là những dòng 998 nó chỉ có lick hay là black quay lại bài tạm dừng thôi thì nó sẽ nhanh. Còn khi các bác và anh em bấm chuyển bài này, nó sẽ delay khoảng tầm 2,6 đến 3 giây. Nó sẽ delay khoảng 2,6 đến 3 giây các bác nhé. Cho nên các bác và anh em đánh bài, đánh xẻ, các bác và anh em điều khiển anh em sẽ phải là căn thời gian. Đấy, đánh nó sẽ không có thể là sang bài nhanh được luôn so với cái dòng V2 được. Đấy, và hiện tại thì con V2 này giá thành của nó đang được bên cơ sở em bán là 700.000 kèm theo và thẻ anh em nhé. Đấy, và cái dòng V2 này nó sẽ hơi kén thẻ một chút, thế cho nên các bác và anh em, nếu mà các bác anh em mà đặt loa thì bên cơ sở shop luôn luôn khuyên các bác và anh em là lên đặt kèm theo cả thẻ luôn anh em nhé. Đấy, thẻ thì bên cơ sở em sẽ hỗ trợ cho anh em file đánh ok. Đấy, để các bác và anh em về anh em kiếm cơm. Đấy, đây là cái dòng loa phục vụ cho anh em bẫy kinh tế. Đấy, còn nếu mà các bác và anh em mà không có nhu cầu mua cái dòng V2 này, anh em có thể tham khảo với những cái dòng loa như là E76 này, 898 này, 998 này, E388 hay là những cái dòng loa khác cao cấp như là Q92, AT100, AT108 là bên cơ sở em cung cấp đến các bác và anh em đầy đủ anh em nhé. Đấy, còn riêng với những anh em mà đã có loa rồi mà pin của các bác và anh em kém, anh em cần thời gian sử dụng cả ngày, anh em cần thời gian để các bác và anh em đi rừng, đi xa, anh em không lo hết pin thì các bác và anh em vui lòng. Đấy, liên hệ bên shop, bên cơ sở em thì chuyên đóng pin dung lượng cao phục vụ cho các bác và anh em. Đấy, thì một cái video clip ngắn em làm đến đây giới thiệu đến các bác và anh em đấy, về 4 dòng loa điều khiển phục vụ cho anh em bẫy khuyên, bẫy di sẻ năm 2024 này. Đấy, chúc các bác và anh em là một năm đạt thật nhiều thành công cũng như là các bác và anh em luôn luôn gặp nhiều may mắn các bác nhé. Cảm ơn các bác và anh em đã theo dõi hết video clip này. Xin chào và hẹn gặp lại.